Liên quan đến vụ xe đầu kéo, đấu đầu xe khách làm hai người tử vong và 4 người bị thương trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hòa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo ban đầu về thông tin hai phương tiện. Xe khách biển số 81B00965 được sở Giao thông Vận tải Gia Lai cấp phù hiệu xe hợp đồng cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Gia Lai. Trong ngày 21 tháng 7, xe này không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Xe đầu kéo biển số 37H00786 được Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên cấp phù hiệu cho xe đầu kéo cho hợp tác xã thương mại Ánh Dương chi nhánh Hưng Yên. Theo dữ liệu giám sát hành trình, thời điểm cuối cùng nhận dữ liệu là 5 giờ 48 phút 20 giây, phương tiện có tốc độ 59 km/h. Trước đó 10 giây, xe này chạy tốc độ 59 km/h. Chiếc trên trên xe này cũng không truyền dữ liệu camera về hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, ông đã yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của hai tài xế, tổng số hành khách, khối lượng chở hàng hóa và tình hình thắt dây an toàn của người trên phương tiện. Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7, xe khách đi hướng Nghệ An, Hà Nội xảy ra va chạm với xe đầu kéo đi chiều ngược lại. Khu vực xảy ra tai nạn km 605 160 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua dốc 3 tầng, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.